Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với dụng cụ tập võ của Toản. Thì hôm nay Toản lại tiếp tục là về một lô vỏ bao cát, nó vừa mới may xong một lô hàng vỏ bao cát. Thì mình liên tục là may những vỏ bao cát mới nhất và chất lượng nhất đến tay của khách hàng. Thì khoảng độ trong vòng khoảng 1 tháng hoặc là 1 tháng rưỡi gì đó mình sẽ may một lô bao cát khoảng tầm hơn 100 cái để phục vụ anh em. Thì anh em biết đấy, hàng phải sản phẩm luôn luôn là phải ra mẫu mã là loại mới nhất để phục vụ anh em. Thì bên mình làm video ngày hôm nay sẽ chia sẻ đầy đủ những mẫu mã mà mình đang có nha các bạn, từ cái loại nhỏ cho đến cái loại lớn để mình phục vụ cho anh em. Thì mình chia sẻ với anh em một chút xíu về những cái bao ngoài này trước nha, và mình sẽ đi vào trong sau. Thì đây đây, cho camera lại gần. Loại 1 mét, đây là mẫu của bao 1 mét, vỏ bao của 1 mét rưỡi và 1 mét 7. Thì bên trong cả 1 mét 2 nữa, nó cũng như vậy. Lát nữa mình sẽ làm 1 mét 2. Đây là loại 1 mét 7 này. Thì bên trong là có cái dây chịu lực này này, và tiếp theo nữa là lớp da này. Đây, hai lớp da. Đấy, lớp da này rất dày này, lớp da này là dày 2 ly này, còn lớp da này là dày 1 ly rưỡi này. Đây, hai lớp da, da loại tốt nhá, càng ngày càng cải tiến để có những cái lớp da tốt nhất cho anh em này. Bên trong là có dây chịu lực này. Đấy, ngoài này có bát dây xích treo. Thì bên mình làm 3 dây xích treo. Đây, 3 dây xích treo. Đây. Còn dưới đáy là may rất chi là hay anh em ạ, bởi vì là may theo hình dấu cộng vào thì làm giúp cho bao cát nó không bị lủng, bao cát là không bị bị rách cái đáy bao cát, bởi bao cát nó chịu lực khá cao, nếu mà may không cẩn thận là nó sẽ bị rách nhé. Đây là thương hiệu, cái tam giác logo này là thương hiệu của mình nhé các bạn. Mà mua vỏ bao cát ở đâu mà thấy có hình tam giác này là logo thương hiệu của Toản. Đây, công phu của mình đây. Đây, tiếp theo nữa là dòng ngắn hơn này, dòng 1 mét 2 này. À, cũng 3 dây xích treo, loại này cũng 2 lớp da. Đây, cũng 3 dây xích treo và 2 lớp da, cũng có dây chịu lực ở bên trong. Đây, dây chịu lực ở bên trong này. Đây, dây chịu lực ở bên trong giúp cho cái bao cát nó chịu lực được nặng hơn. Ví dụ như bao cát này nó chịu lực khoảng tầm 100 cân thôi, nhưng mà có cái dây này vào nữa là nó chịu được khoảng tầm 150-200 cân, thì nó chịu lực khá cao nha anh em nhé. Đây, da thì rất chi là tốt, anh em thoải mái đi, rất chi là bền, anh em dùng trên 3-4 năm là không chi nhê gì với những cái dòng bao mà 2 lớp da. Đây, còn bao này là bao trái lê hay còn gọi là bao trái bầu. Đây, cùng 3 dây xích treo, cùng 3 dây xích treo. Cái loại này anh em biết đấy, cái dòng này thì bên mình là may 1 lớp da thôi, nhưng mà bên trong là cũng có dây chịu lực. Ở trong bên trong là vẫn có dây chịu lực bình thường. Đấy, vẫn như cái bao kia vẫn có dây chịu lực. Đấy. Và bên mình có hai màu, đó là màu vàng đen và màu đỏ đen. Đấy, cho anh em chọn lựa. Vào trái lề này khi mà nhồi xong thì nó sẽ như thế này. Đây này, sẽ như cái bao này. Đây. Và vào đây. Sẽ như cái bao này. Đấy. Và màu đỏ đen nó cũng bao như bao này. Bao này mình đã tập là đến năm nay là năm thứ 5 rồi. Đánh đến mức độ mà sờn màu rồi các bạn ạ. Năm nay mình tập luyện là cái màu của nó màu đỏ, mà mình đấm miết, mình đánh miết là móc miết là bắt đầu màu nó bắt đầu là phai màu rồi. Là độ bền của nó là các bạn biết đấy, đánh mà đến mức độ phai màu thôi chứ không chưa rách đâu nha. Còn tiếp theo nữa là cái bao vỏ bao 1 mét đi đâu mình nói đến đó đi. Vỏ bao 1 mét đây. Vỏ bao 1 mét cho anh em đây. Đây. Dây xích treo chắc chắn này, cái loại này thì có 2 dây xích treo thôi, loại 1 mét á, bởi vì cái sự chịu lực của cái dòng 1 mét này, bên chè mất ánh sáng rồi. Đây, cái dòng 1 mét này thì cái chịu lực của nó khá ít, nên này cứ nó chỉ có 2 dây xích treo, và bên trong là 1 lớp da, nó không có nhiều lớp da như là cái bao 1 mét 2 trở lên, bởi vì cái độ chịu lực nó hơi ít. Đây, tam giác logo in công phu của mình đây. Đây, vâng, các hàng của anh em xem. Đây, rất chi là siêu. Rồi, 1 mét 2 này nữa cũng vậy,
1m2 này nó cũng giống 1m nhưng mà đường kính nó lại to hơn. Đường kính của nó là 36, còn ông 1m này đường kính chỉ có 32. Độ chịu lực khi mà nhồi xong á là bao này là 30 cân. Khoảng tầm từ 25 đến 30 cân, còn cái ông này là từ 35 đến 40 cân là ông 1m2 này á. Còn bao trái lê này cũng vậy, bao trái lê là 40 cân. Nếu mà anh em muốn loại lớn hơn nữa, bao trái lê này lớn hơn nữa thì là bao 60 cân. Bao lớn hơn là bao 1m. Còn bao này là bao 80cm thì nó nặng khoảng tầm 40 cân. Thì ngoài ra thì bên mình còn bao của bao 80cm nữa. Bao 80cm cũng có luôn. Mét 8 cũng có luôn. Đấy, mét 8 rồi mét 7, mét 5. Bên mình rất nhiều những cái loại bao. Thì bên mình khi mà anh em mua vỏ bao về muốn tự nhồi thì bên mình sẽ để lại cho anh em cái mút lót để anh em nhồi bao cát để cho nó tròn, nó căng như giống như là bao của mình. Bao mình lúc nào cũng căng, cũng tròn, cũng đẹp hết á. Để lâu năm nó cũng vậy. Đấy, đánh lâu năm nó cũng tròn. Thì cái mút lót này thì anh em biết đấy, cái mút lót này là mút dày 15mm rất chi là cứng. Chứ còn anh em mua ở ngoài là mút không có được dày 15 đâu. Mình chia sẻ thật với anh em đấy. Mút của mình là mút dày 15 nên là nó rất chi là cứng. Chứ không phải là mút mềm đâu. Anh em nghĩ là nó đúng là mút mềm thật, nhưng mà cái độ dày của các bạn mua ở ngoài là nó chỉ có được 5 với 10. Còn cái hàng này hàng đặt hàng công ty nên là nó dày hơn nên nó mới cứng. Càng dày thì càng cứng. Để mút lót vào bên trong bao cát để anh em nhồi bao cát cho nó tròn bao cát như vậy, để cho nó căng cái bao cát như vậy. Khi mà đấm vào thì nó móp, nhưng mà khi mà các bạn thu tay về thì cái bao nó lại nở ra, nó mới căng mới đẹp được như vậy được. Đấy, giống như cái bao của mình đánh nhờ. Các bạn xem cái bao này cũng vậy, mình đánh nên thưa với anh em rằng bao này mình đã dùng 5 năm rồi. Thì chia sẻ với anh em là rất nhiều người đến phá hoại bao này nhưng mà cũng không thành công được. Bao này mình 1m dưới của mình rất chi là đấy, các bạn xem nó móp vào, nó móp là nó tui ra đấy. Anh em thấy đấy, đấy anh em thấy đấy, nó không bị cong, nó không bị móp. Mà chúng ta đánh như vậy là nhưng mà thu xong là nó sẽ nở ra. Đấy, cái bao chủ yếu là nhồi là phải được cái tiêu chuẩn là như vậy. Bây giờ anh em tự nhồi nó khó được như mình, bởi vì các bạn không có được cái công cụ hỗ trợ nên là bao cát nó không đẹp như vậy. Thì mình nhồi thì chắc chắn thì nó sẽ đẹp và bao cát nó sẽ chất lượng và nó sẽ căng đều, nó không có bị là dưới căng cứng mà trên mềm. Mình nhồi là ở trên ở dưới nó bằng nhau hết, nên là các bạn đánh vào một bao cát của bạn làm sản xuất ra thì các bạn cảm thấy là ô, nhiều bạn bảo ô sao anh nhồi được như thế, sao anh làm được nó đều như thế được. Thì tất cả nó đều có công cụ hỗ trợ để mình làm, chứ mình không thể nào mà một mình đóng hàng mình như thế được. Ví dụ mỗi lần mình đóng hàng là phải có đồ, nén, bao, rồi sau đó là phải có người hỗ trợ, 2-3 người hỗ trợ đóng một bao. Nên là bao cát khi mà mình đóng xong, như ví dụ như bao này mình đóng xong là bao 1m này đóng xong là 650.000, còn bao 80 mình đóng xong là 350.000, còn bao mà mình nhồi sắn bao 1m2 là 750.000. Đấy, với chất lượng như thế mà với dây xích treo như vậy thì tốt như vậy, chắc chắn như vậy mà giá này là bên mình sản xuất ra nên mới có giá như vậy. Còn anh em mà mua bảo là các chỗ khác rẻ hơn thì anh em phải xem là vấn đề thứ nhất là về vấn đề chất lượng của người ta như thế nào, chế độ bảo hành của người ta như thế nào, hàng nguồn gốc xuất xứ ra làm sao. Nhiều người ta đặt hàng Trung Quốc về, bên Trung Quốc cực kỳ rẻ. Thưa với các bạn rằng hàng Trung Quốc nó rẻ và mẫu mã nó đẹp hơn hàng Việt Nam rất nhiều. Chia sẻ với anh em là như vậy, tất cả cái gì Trung Quốc nó làm ra rất chi là nhìn mẫu mã rất chi là đẹp, không chê vào đâu được, nhưng mà chỉ khác về chất lượng. Xin thưa với anh em là cái chất lượng của bên hàng Trung Quốc thì dùng nửa năm anh em hoặc là một năm anh em là phải mua thêm một cái mới rồi. Trong khi đó ví dụ như các bạn mua 500.000 được một cái bao này mà mình bây giờ mình bán ví dụ nha, mình bán chỉ có là ví dụ như bên mình là 500.000, bên Trung Quốc chỉ có 400.000 thôi ví dụ nha, thì anh em bảo là bên kia nó rẻ hơn thì vô tình là của rẻ là của ôi, không có cái hàng nào mà hàng rẻ mà tốt được. Đấy, anh em mà biết đấy, các bạn muốn mua được một sản phẩm tốt không có thể nào mà bảo là giá rẻ được, giá rẻ là không có hàng tốt, chỉ có giá là phù hợp thôi, có giá là hợp lý thôi, chứ không thể nào có hàng giá rẻ được. Bên mình chỉ là hàng hợp lý, hàng phù hợp với anh em, cái giá của mình phù hợp với anh em, mình báo giá luôn này,
vỏ bao 80 là 200.000 vỏ bao, 1 mét là 350.000 vỏ bao, 1 mét 2 là 450.000 vỏ bao, 1 mét 5 là 950.000, nhưng mà loại 2 lớp da nhé. Vỏ bao mà 1 mét 2, 2 lớp da là 650.000, vỏ bao chất lê này thì cũng 650.000, vỏ bao 1 mét 7 là 1.100.000, vỏ bao 1 mét 8 là 1.300.000. Đấy, mình chia sẻ với anh em là như vậy, là những dòng bao cát, vỏ bao cát của bên mình là giá nó như vậy. Mình bán ngày một nên cái bảng giá là ngày nào mình cũng được bán cho khách hàng, mình mới nhớ như vậy. Thì anh em nếu mà còn muốn chi tiết hơn về bao cát, bao nhiêu lớp da, đường kính bao nhiêu, chi tiết như thế nào, da nó như thế nào, chế độ bảo hành 1 năm hoặc là như thế nào, thì ở phần vào đường link vào website của mình là dụngcụtapvovn.com á, thì có đường link vào đó là anh em xem được chi tiết cái bao cát của mình, tức là chi tiết bảng giá và mọi cái thông số là như thế nào, có chi tiết để anh em nắm được rõ hơn về cái vỏ bao cát của bên mình nhé. Thì mình làm video để giới thiệu cho anh em hiểu rõ hơn về cái hàng của mình là xuất xứ như thế nào, là bên xưởng sản xuất của Toàn sản xuất ra, không có phải là hàng Trung Quốc, thương hiệu này là thương hiệu cung phu của Toàn luôn, nên thành thử ra là hàng Việt Nam chất lượng cao đấy, để đảm bảo cho anh em tập lâu năm được. Thì những anh em nào tập mà muốn càng bền thì chúng ta nên mua loại hai lớp da, thì loại đó là bao là bền nhất. Còn nếu mà hàng mà bình dân nhất thì giống như là bao 80 và bao 1 mét thì là hàng bình dân nhất, thì cái giá nó rẻ hơn so với là thị trường là một, so với là các sản phẩm khác. Còn anh em nào muốn mua loại hai lớp thì trên 1 mét 2 trở lên sẽ có loại hai lớp. Thì những loại hai lớp thì độ bền của nó là trên 3 năm. Trên 3 năm nhé, không dưới 3 năm đâu. Anh em đấm đá thoải mái, và bên mình có bảo hành cho khách là đổi mới 1 năm. Đấy. Còn những cái dòng này chỉ bảo hành 6 tháng thì chất lượng nó sẽ yếu hơn. Thì anh em phải hiểu rằng cái hàng nào mà đắt tiền hơn thì cái giá trị nó cao hơn, chế độ bảo hành nó cao hơn. Để chia sẻ thật với anh em là như vậy. Đây, về một lô, nhưng mà trong nhà mình á thì vẫn còn một ít hàng. Thì đây là vẫn là hôm qua vừa hàng vừa về thôi, chứ còn trong kho vẫn còn hàng nữa. Nên anh em có đặt số lượng nhiều vẫn còn hàng cho anh em nhé. Thì mua sỉ mua lẻ thì mình sẽ có cái giá khác nhau. Thì đấy là mình sẽ báo giá, vừa nãy mình báo giá sỉ là khách hàng mua một cái, nhưng mà anh em mua 3-4 cái trở lên, mua 5 cái trở lên hoặc 10 cái trở lên thì giá sản phẩm nó sẽ rẻ hơn rất chi là nhiều. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm đến video này của mình, và đặt hàng thì cứ liên hệ trực tiếp với Toàn. Số điện thoại của Toàn là 0987961315 để trên màn hình cho anh em đặt hàng trực tiếp với Toàn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video mới nhé.